công nhận không? Bởi vì cái thể chế Việt Nam ngoài là suốt cái quá trình của họ là họ chỉ bám vào Mỹ thôi. Đó. Mọi chuyện là Mỹ lo hết, họ chỉ đứng sau lưng Mỹ thôi. Và khi Mỹ đi là coi như là họ tồn tại có bao nhiêu đó là họ cũng bay luôn. Dạ, ông chào bố cầm ạ. À. Chào mọi người, dĩ nhiên đàn nghe rõ không? Dạ, nghe rõ. Mai mốt có được mà mày nói với nó, mỗi lần lên diễn đàn thì có sợi dây nằm mà cột với giò nó nghe. Đù má mày, mày biết cái sự tích mà đù má, giờ vợ kêu chồng đi ăn cưới không? À, Chưa chồng. chưa cuối cầm cả cãi luôn đi. Dạ, chúc đi. Vâng. Nhạc đâu Người ta gọi phone nhưng mà cái điều này số lạ quá không bắt. Khỏi. Ok, thôi. Mày nghĩ mà coi nó nói mà nó nổi mà mày coi là được. Được má, mày coi là thằng này luôn má. Mày nói nè, tao nấu cơm rồi nè. Đủ má, Quy quy chim gà chú cầm làm chửi à. làm làm thịt luôn rồi nè. Chỗ khác chú gặp Là luộc ở đâu có cái này con chim cút á, à. rồi thì tao là không đi thì mà tao chiên mặn lên tao ra mặn cái này luộc ra rồi mà đủ má ngồi ngủ gục luôn rồi má bảo nó chưa dứt mày nghĩ mà coi đủ má nó vừa phải thôi chứ cười cái gì đủ phải gì bà đủ quá mà thấy không đủ má mai mốt á mày lấy sợi dây mày cột cái dưới cái chân đó đó em xuống xuống mày khều khều giật 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 á thì hồi xưa thì có cái chuyện mà đủ má biết vợ chồng mình đủ má nó có cái tật là đủ má cà cây dê ngỗng vợ đó bữa đó có trong làng có cái tiệc thì nó nhắc đủ đủ má thì tôi cột cái dây chân cho ông á đủ tôi ngồi kế bên tại giờ thường thường đàn bà với quê là đủ má mâm đàn ông trên mâm người phụ nữ thì ở dưới dưới bếp để hái vậy đó thế tôi giật thế tôi giật thì ông gắp nha còn nếu tôi không giật thì ông đỡ gắp là để ta cười đồ má tự nhiên đang đi có gà nó mắc cái dây đồ nó gọi nó nhảy đồ nó giật đồ quá Lê luôn. gấp đi luôn đó chặt chơi đồ không được cái giận nha thằng này nó hay nó dai nó dài nhưng mà hay nó hay kể mấy cái chuyện đó Lính tự nhiên quay ông quy đó lính quay bố lính quần xuân đồ cầm. có xuân ở đây tao mới nói được bữa nay chặn cái bà xã chú bà bị bệnh bị giống kiểu nhức đầu bà nghỉ nhà thấy không tiện lắm nhưng mà tao thấy vui Vậy quá tao tao cũng lén lén xuống bếp mà tao tao xuống bếp mà tao lên khổ vậy hôm nay là chú cầm tiêu với anh Sơn rồi, anh Sơn nắm được điểm yếu chú cầm hôm mày nay đúng rồi. rồi Hôm nay anh Sơn có gọi trả thù anh Sơn ơi, thời gian còn dài lắm. Đù quá thiệt tình thì con quay lại bữa nay bữa lại con nói gì tao vô sao tao không dám vô tại vì bà bệnh cho ra nhiều khi lên trên mạng nói này kia mà Nói không thật ra là chủ đề thì vô tư thôi, nhưng mà mang cái vấn đề là cái kênh Nửa Vòng Trái Đất đó, họ làm cái hội luận mà bốn cái tay Nguyễn Xanh, Tú A với chú Phong Nguyễn gì đó, và mấy tay đó so sánh là Cộng sản hay Cộng hòa quản lý người dân tốt hơn, ừ nghe tôi nó biết mắc rồi cười quá. cái đó có một cái like tao đã lên rồi tao với thằng Phong đã nói rồi à, thằng Phong nó cũng thu thật nó nói từ bây giờ nó mỗi lần nó lên cái chuyện gì nó mời thì làm sao từ chối được nhưng mà mỗi lần lên gặp mấy bác đó nó Phong nó nói là rất là mệt mỏi phải kiên nhẫn này kia làm đủ trò thì bởi vì họ những người mấy bác đó đầu óc họ hiện đóng họ nó giống một cách xác thực là họ bị đóng khung rồi họ bị đóng khung phải không nhưng mà có cái điều mà ta muốn lên đây ta nói mày nghe là nếu mà đóng khung á là những cái người mình chấp nhận họ đóng khung với cái điều kiện là họ cực đoan nhưng ở đây có những cái thành phần cực đoan thì mình có thể mình chấp nhận được là bởi đúng bởi vì sao đó là những người mà chức cao quyền trọng trong cái chế độ cũ thì họ đóng khung thì đúng chẳng hạn như là ông Nguyễn Văn Thiệu đóng khung đúng rồi bởi vì ông lãnh đạo cả một cái miền Nam ông phó tổng thống Nguyễn Kỳ đóng khung đúng bởi vì ông là tổng thống ông là phó tổng thống đúng mà cái ông mà đại tướng Cao Văn Nguyên mà cái ông là coi như ban chỉ huy lực lượng coi như tổng nói chung là quân sự là coi ông nắm là đúng nhưng mà tất cả mấy ông thì đều là phải chấp nhận một cái điều thật sự thật đó nó phũ phàng họ chấp nhận của các bạn ngoài ra những cái vị đó toàn là mấy cái thằng này toàn lính quèn không à. biết đéo biết
khéo gì đâu mà mình cải biến, bởi tao đi tao ghét lên nghèo. Có nghĩa là vậy, có những thành phần, những người dân của lính của quân này khai kia thì mình không có cấp hàm, mình không có địa vị, mình không lãnh đạo, mà tất cả tất từng tật đều không có. Chạy hai chạy của tao có hai cái tướng giái này, chạy qua chạy lại đủ má mày, mày nghĩ sao đóng cung cái gì chạy chú Phú. Nhưng mà bởi vì cái này tụi này nó a vua nó hùa theo nhưng mà nó hùa bậy nữa, nó không bị hiểu gì mà theo tới bây giờ mà quỷ quân trưởng nó vẫn còn đó một cái câu đủ mà làm gì có nước Mỹ kỳ thị mà thấy rồi có phát một khơi khơi là mày biết dân trí nó cỡ nào rồi. Dân trí cỡ đó thì được, mày được mà nó chưa học lớp, chưa học hết lớp 5 trường làng của Việt Nam thì hỏi mày làm sao, bởi vì đây vừa cuồng là cuồng cái cực đoan nè, nó vừa thất học nè, mày nghĩ mà coi thì làm sao vậy mà đã vậy buồn cười. Cái ý của tao nghĩ là cứ thằng đứa vòng trái đất đưa lên mấy cái nhân vật đó cũng hay lắm mà ta không phản đối điều đó, rồi biết tại sao không? Bởi vì khi lôi lên những cái thằng đó lên á thì để cho người dân Trung Đức cảm nhận được đó, dân trí của những người chống cộng hải ngoại là nó là như vậy thì cái dưới này nó cười thôi, rồi bởi vì nó không có biết con mẹ gì đâu nói đủ bộ mặt thật của những người mà lãnh đạo cộng đồng ở bên nước Mỹ này như vậy để cho người dân Việt Nam hiểu rõ. Thì tao nói mày rồi, có một cái bà bạn vừa xong cái like rồi giờ mới gọi anh có coi cái dùng đứa dùng đứa đất hồi rãi không, tôi đang coi mà bà ngồi với sùng báo là bà nghe sùng báo đủ má cái thằng giáo binh trưởng đó hả, đủ đứng trước mặt tôi hả, đủ mà tôi lấy gút giả nó cái đủ răng đủ còn cái đủ tôi nói bình tĩnh cái gì nói, đủ má nó ở nước ngoài nó nghĩ sao vậy, đủ má nhà tôi nè bên chiếu cái nhà của bà, đủ má trời gạo từ trong nước mắm ba tầm điều tập quá mà đủ má cái hàng của nó đây đủ má tôi về ý bà chửi bà tức người đàn bà phụ nữ Việt Nam ở trong đất nước Việt Nam mà còn lên tiếng chửi thì tôi hỏi mày đây không cần phải danh nhân cũng không phải là tiếng không cần phải là tiến sĩ cũng không cần phải đại biểu mà đây là một người dân bình thường bán tạp quá thôi mà nó chửi không còn bọn bà chửi không còn cái gì đủ má thằng đó mà nó về luôn nó đứng trước mặt tôi là thằng muốn nó trước tiên mà đàn bà đủ tôi hỏi mày vậy thì nhục nhã cỡ nào. Không lẽ tao thì tao không biết làm công nghệ chứ bữa nào tao rình bả mà chửi tao thâu lại tiếng vi danh đấy. Tao không biết làm cái điều đó, đùa tao phát lên cho tụi mày nghe. Đồ mà chửi dữ lắm, mà chửi đám dữ lắm. Chạm trên cao. Bà ở nhà quê, bà ở quê, rất là ghê. Nếu phải dân thành phố thì ý tâm con đó là có một bà đây, có một bà đang rình trong đây nè, có một bà đang rình trong đây nè. Bà chú cầm mà hả gì là bà quất chú luôn á. bà nào má để tao thủ rồi quá. Bóng tối. Ôi bà ghê bóng tối, tao biết rồi, bà thì ghê lắm. Bà ở bóng tối. Tôi nói cho bà nghe. Nói gì thì nói cái những cái mà tao muốn nói, cái tâm tư mà tao muốn nói thì tao cũng đã truyền đạt hết rồi. Chẳng hạn như hôm qua thì ông bạn già tao thì ông Peter Phượng đó, hai thằng già mà đã trải qua những cái thời kỳ mà chinh chiến hoặc là những cái biến cố của đất nước mình thì chào sau khi qua Mỹ rồi ngồi nghĩ lại thì mình trải lòng mình để cảm nhận lại. Tao cũng đã từng nói cho mày rồi, cái gì nó qua đây á nó thuộc dạng quá khứ á, những người lớn tuổi họ chiêm nghiệm hiểu không, chứ còn chưa có thì chưa chiêm nghiệm rồi mình mới thấy cái đất nước mình nó đau thương và nó có những người anh hùng và những người làm cách mạng. Thì hôm qua tao cũng đã so sánh rồi đó, cách mạng ngày nay và cách mạng hồi xưa nó có hai cái tiêu chí rồi, rõ ràng không có trai chạy đâu cả, bởi vì ngày xưa ta họ đi làm cách mạng ta vì nước quên thân đó, có nghĩa là họ không được trả lương tự động rồi họ đi đạp chích lô làm đủ ngành nghề để họ sống mừng, nhưng mà họ làm nghề mà vừa hoạt động, cái điều đó là cái điều quá tuyệt vời. Thì mình thấy mình xúc động và mình cảm thấy là mình thấy họ đi ra với một cái tinh thần cao cả. Còn mình nói một cách xét đấy, ở đây mình không thoá mà, nhưng mà bởi vì cái xã hội thời đó là phải, nếu ở xã hội ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa lính tất cả công nhân viên chức các cái đủ thứ và thuộc về cái dạng coi như chính quyền là phải có lương, đi lính cũng có lương, mày hiểu tao nói không? Ngược lại, đúng rồi. Cái người bộ đội Việt Nam hoặc là người giải phóng quân đủ làm đéo gì có tiền đâu mà trả lương.
Mà đánh bây giờ mà đánh một cái do hỏi to một tổ mẹ, cái lý do tại làm sao người ta đi không có lương, dấn thân vào nơi hiểm nguy mà người ta lại không nề hà, trong khi đó quân đội bậc thứ nhất thứ tư hạ thế giới Việt Nam Cộng Hòa có lương, có súng, có đạn, có quần, có áo, có đầy đủ tiện nghi, nhưng mà là họ là bại trận. Ý ý ý dạ ý chú đưa cái điều này ra để chú nói lên về cái cách quản lý của hai thể chế đúng không ạ? Cái Cái này cách điều hành con người và cái cái cách cách mà đôi, quản lý con người. tao nghĩ cũng không đúng, tao nghĩ cũng không đúng gì đó. Bởi vì thường thường những người mà làm trong các ngành, ví dụ như du kích rồi giao liên rồi các cái rồi, rồi họ rất là phóng khoáng, bởi vì đi giống như kiểu như mà theo thời thế uyển chuyển, anh không thể nào anh dùng bất kể cái quân đội mà anh bắt là làm này đúng vậy đủ sẽ đủ trong thời gian đó là phải đi trốn đi tránh, là phải làm sao mà liên lạc được, nói chung là rất uyển chuyển mà họ tự nguyện uyển chuyển. Nó cái hay ở chỗ là thí dụ như mà ở ở ở quân đội như Mỹ hoặc là ở ở quân đội bên ngoài, là thí dụ như các anh đi thư, anh đưa thư đi nha, thì anh vào anh bỏ thùng thư ở KBC số mấy thí dụ vậy, thì anh cái gì anh lái xe tới bỏ thư rồi. Nhưng mà cái thời xưa đủ có thằng bưu tín viên, cái thằng đưa thư nó đâu có đơn giản vậy đâu, đủ mà phải đi trốn với đủ phải đi lắc đủ cảnh sát phải đi trốn đi lằng quằng lèo mèo, đoạn đường thì đường trên bay rất là ngắn nhưng mà đi gần 2 tuần lễ mới tới, là bởi vì phải đi né đi trốn, bởi vì nếu mà đi vậy thì nó lộ thông tin đã, nó chung tắc từng tật. Nhưng mà cái ý tôi muốn nói là cái ý chí lại làm sao họ lại đạt được cái điều đó, mặc dù rất là khổ cực rất là gian nan. Cái ngày qua tâm lên nói với anh thì anh Phượng rồi đó, có những người bỏ xứ vào Nam vừa đi học vừa đi xích lô mà vừa hoạt động đó, đó là một ta biết một nhỏ thôi nha, tại trong xóm tao mà, trong xóm tao thì tao mới hiểu được điều đó, là tao nói thẳng còn biết bao nhiêu những cái trường hợp nhiều hơn nữa, nhiều cái hạn như ở trong cái xóm củi thì cũng có, là ở trong cái chỗ gì mà ở gì bến bến Bình Đông, mà nhớ bến Bình Đông, bến Bình Đông là cái Dạ chỗ quận mà kiểu 8, bây giờ là đúng quận rồi 8. đúng đúng rồi, cũng có hoạt động, nói chung là hoạt động, là hoạt động số nhiều quá nha, chắc phải ví dụ như đó nhớ phu khuân gác lúa gạo ở bến Bình Đông cũng là vậy, cảm cũng rất khổ luôn, nghĩa là nó phân bổ đầy khắp cả cả một cái Sài Gòn, thì tôi hỏi mà ông bài sao được, có nghĩa là mà tôi hỏi mày lý do tại làm sao là như vậy, nếu mà cái chính quyền đó tốt, của chính quyền đó chuẩn mực, chính quyền có đạo đức và chính quyền đó, thì làm gì có cái chuyện đó đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ở đó rõ thì cái điều đó đã trả lời rồi, kết quả đã trả lời rồi, và ngay bây giờ đất nước Chào mình Dương Quy. giống đất nước mình nói một cách nôm na là ai cũng muốn về, ai cũng muốn đầu tư nước ngoài, ai cũng khen ngợi nếu đủ anh vậy thì tôi mới chống cái gì, tôi mới làm cách mạng cái gì, nhiều khi mình cũng vỗ đầu cũng không hiểu sao vậy, là chắc mấy người nó khùng quá rồi, đụng phải tao nói rồi, bởi vì nó không có cái lý tưởng mà nó làm cách mạng giống như kiểu chống phá nhà nước Việt Nam mình đó, hoặc là biêu ríu những cái chuyện lặt vặt này hay vậy, thì cũng là một cách cách làm cách mạng, nhưng mà cách mạng dễ là vô lý, bởi vì đâu có cái chuyện đó ra, còn nó láo nó xạo đặt điều vu khống, còn là luôn nó chụp mũ toàn vậy không, mà người dân Việt Nam mình nói thiệt bây giờ khôn quá rồi, tao cũng nói em qua trước đưa đủ Việt Nam mình là camera với lại chạy bằng cơm đủ nhiều lắm đủ quá Đến đủ 97 mình triệu ừ camera. đủ phát chứ làm sao qua bạc được đủ. Vậy đó à, thì nói gì thì nói Có thấy ông lú ra đâu không? nói gì thì nói rằng nữa, nó làm gì làm chỗ đó mình cũng bại trận thôi, đó là những cái chuyện mà một thiểu số thôi, con tao nghĩ là một thiểu số một vài ba người chứ nó thì mà tới đến đầu ngón tay không được 10 người nữa. Độ mày nghĩ sao vậy, chỉ có tuyên truyền lấy tiền rồi xong cho nước chút chút để mà tuyên truyền chống phá thôi, độ như mà những người đi theo là càng ngu, với người đi theo là nhớ người qua đỡ đang ngồi siêng ăn nhát làm không chịu bươn chải. Tao tính thâu một cái clip mà có một cái thằng lụ má nó làm nó đi nó lết lết ngoài đường, nó bán cái số anh xin đi xin, sau khi cái thằng kia nó cũng là xe ôm hay cái gì đó, đi theo dõi nhiều ngày tới gần cái chỗ nó xe ôm mà sao nó thấy đủ lạ quá, nó thấy đang theo dõi này, té ra này đâu có bại gì con mẹ gì, bữa đó nó gài bánh nó bắt vô trong cửa đồn công an, có nguyên cái đoạn clip đó luôn, tức như cái nghề ăn xin ở Việt Nam mình bây giờ nó vẫn còn cũng còn có giá nữa. tao nói cái điều đó không phải vì tôi bôi bán Việt Nam, mà tôi nói là cái nghề ăn xin Việt Nam vẫn còn có giá hơn cái đám mà đi theo cái đám người kia mà để chống phá Việt Nam mình. Cái điều đó Chính họ nói xác. rằng
có video clip tao minh chứng luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Mà đã vậy thôi, ăn xin còn có chăn chắc, còn có đại ca luôn, đủ tức như là đúng rồi. Cái nghề ăn xin ở Việt Nam nó phát triển chứ không phải giống như nghề homeless ở Mỹ. Homeless ở Mỹ là cố tứ cố vô. Khoan, bố nhắc lại nghề homeless hả? Nghề homeless đúng không? Ừ. Có cái này mới đúng nghề không? Mình đặt ra thôi chứ đủ thường thường bây giờ homeless Việt Mỹ nhiều quá. Mình nói vậy thôi, đùa mới nói tự nó tự ái, bởi vì mỗi đứa đây nè, cái con nhỏ Nguyên Huỳnh đó, nó mới phóng mấy thằng đó về Việt Nam đó. Đó là tác hại của những cái người mà có siêng ăn nhất làm. Rồi tao mới bốt lên cái chuyện mà rất là khổ tâm, tao nhột quá. Tao mới bốt lên cho tao, ê tụi mình nói tao, đừng có trù tao nha. Một ông chàng ở Mỹ này quýnh vợ con không lần thôi, mà được bị tù 9 lần. Đủ mà còn muốn tấm khứ về Việt Nam, người đang lo sợ là đủ ta không muốn việc, không có việc làm nữa. Mày coi đi, tiếp á, cũng công nhận tao thì tao rầu quá rồi không ba, nhưng mà tao nói như mày nghe, nói thì nói, bây giờ nó chống cỡ nào, chống truyền tiền cỡ nào, chống bây giờ nó hết thời rồi, tôi hết thời, nó chỉ kiếm cơm kiếm gạo thôi chứ không làm được con mẹ gì đâu, khổ quá. Thì cái ý của tao, tao đã truyền đạt 2-3 cái like của con rồi, ngày hôm qua cũng nói hết lời, với lại cũng có một cái like của Bình Dương chú có nói rồi. Rồi ngày hôm qua nói chuyện với ông bận già, hai bận già nói nó mới hợp hơn là bởi sao? Hai đứa cùng ở một chế độ và cùng ở một đúng rồi. Rồi cùng một tuổi, cùng sinh hoạt trong thời điểm đó luôn, và hai đứa đều là cùng đi lính luôn đó. Mình nói đây là mình nói cái thật cái lòng của mình không phải bởi cái chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, nửa thế kỷ rồi. Đây mình nói lại để mình nhắc lại con cháu mình hiểu rằng cái thuở đó nó là như vậy, và không nhờ những cái người mà đi xích lô đi bán những cái loạt vặt đại hái gì mà đi ta hoạt động đi học thì bây giờ Việt Nam mình không có ngày hôm nay, đúng không? Đó thì mình muốn nói vậy thôi. Thì đây là hai cái thằng lính ngụy cũ xưa già gần xuống lỗ nói đủ, mà chắc chắn là phải thật rồi, bởi vì ta không biết nó láo, đúng không? Ok, nhưng mà nói gì nói cho kỹ nha, anh Phạm Sơn ở dưới đó là nó bày là anh phản biện, đừng có la đó nha. Chắc thằng này nghĩ địa thầy không được. Hồi xưa nó chơi toàn với lại người dân tộc không mà nó có biết chơi với đâu, đủ mệt lắm. Rồi có cái hỏi bố này nữa nè, giờ bố khai thiệt đi, hồi sáng bố làm cái clip mà bố ngồi bố đếm tiền đó, thì tiền đó là ngày xưa đi lính còn lại hay là tiền mà sau này đi lên đây mà có tiền đó, bố khai đi. Đâu phải, bậy bạ, cái tiền đó là tiền của bà đi làm ở nhà hàng của tao đó, cái tiền đó là cái tiền thiếp của ta, mỗi lần thấy rồi gom góp lại khoảng chừng tuần hai tuần đó, rồi bà để ra đó, bữa nay bắt ra bà đếm lại để bà bỏ vô nhà băng đó mà, cái không phải tiền, đó là tiền gì đó, là tiền thiếp của người ta đưa. Coi như bắt gái, coi như là sáng bố đếm là do bắt gái, bắt bố phải đếm đúng không? Bắt tao. Phải đếm cho tao không biết đâu, đủ khổ vậy. Tao khổ, đếm phim, tao khổ ngày lắm, bận khổ. Đúng đó, đúng là tiền bà đi làm mà làm tiền trong nhà hàng đó, nhà bạn gái nó hai cái nhà hàng mà tao nói mày hoài đó. Thì không, công việc này cũng nhẹ nhàng, không có gì cũng vô đi tới lui rồi coi sóc giùm cho con cái, để hai thì cũng có tiền chia tiền tiền tiếp đó kia. Nhưng mà lúc này ế. Thế nên bị đó bị dịch á, rồi bà bắt tao đếm tiền rồi bà ngồi bà quay phim đồ, mà cái quay nào tao đâu quay đâu, tao bởi tao hỏi ủa sao lại ít vậy đó, được mà tao gọi tao cửa mà tao ghét mà tao bớt lên luôn cho nó vui. Để rồi anh tiêu rồi, anh Phạm Sơn đang gửi yêu cầu anh lên kìa, tiêu quốc cầm mẹ rồi, chết rồi, đồ đồ má tao chấp này, chơi luôn mày. Ok, chào anh em lên rồi. Dạ, cảm ơn bố Cầm nha. Xuống ăn cơm đi ông.